Thì rất là nhiều người chơi trầm thích phân khúc trầm hương chìm nước vì cái chất lượng của nó, cũng như là vì cái giá trị của nó. Đấy. Thì thường thường ấy thì trên thị trường mọi người thấy trầm hương chìm ấy thì nó sẽ có những hình dạng tự nhiên. Đấy, hình dạng này là hình dạng ăn theo cái đường xỉa của phu trầm khi mà người ta xỉa lấy trầm từ thân cây gió bầu. Thì bên cạnh đó cũng rất là nhiều người không thích những cái hình dáng tự nhiên này vì cái độ thẩm mỹ nó không được cao. Đấy, thì thay vào đó một người thích hình dáng tròn trịa, chuẩn với một cái vòng tay để một người đeo vào trong tay nhìn nó có vẻ thẩm mỹ hơn. Nhưng khi một người chọn cái sản phẩm vòng tay được tiện tròn là phân khúc chìm thì giá thành nó rất là cao, vài trăm triệu. Đấy, thì lý do tại vì sao mà cũng là một sản phẩm chìm hình dáng tự nhiên nhưng mà khi được tiện tròn thì giá thành nó lại cao như vậy. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ giải thích cho mọi người để mọi người có thể hình dung được tại vì sao trầm hương chìm tiện tròn nó lại mất tiền như vậy. Thì trong video nói về trầm hương 2 em có nói chi tiết về cái giá trị cũng như chất lượng của trầm hương chìm nước. Thì em xin phép nhắc lại, trầm hương chìm nước hay còn gọi là trầm hương loại 1. Đấy. Và vì tính chất của tinh dầu trầm là thô và đặc, còn tính chất của gỗ gió bầu là bở và xốp, nên khi chúng ta thả phôi gỗ chứa trầm vào trong nước, nếu phôi gỗ chìm thì chứng tỏ rằng phôi gỗ đó đã được tinh dầu trầm tích tụ nhiều. Về chất lượng đấy thì phần gỗ gió bầu đã được tinh dầu trầm nhiễm nhiều, làm tiêu mất phần gỗ bở xốp của cây, nên chất lượng của trầm hương chìm nước là thuộc dạng cao cấp nhất. Còn về giá trị thì trầm hương chìm nước nó chính là giai đoạn chuyển hóa cuối cùng của trầm hương. Để đạt đến giai đoạn chuyển hóa này thì nó rất là lâu năm. Vậy nên sự lựa chọn trầm hương chìm nước là sự lựa chọn tối ưu nhất của người dùng. Rồi bây giờ tiếp theo ấy, em sẽ đi vào phân tích cho người thấy tại vì sao trầm hương tiện tròn chìm nước lại có giá rất là cao so với những hàng chìm hình dáng tự nhiên. Đấy, cái sự khác biệt đầu tiên giữa hàng tròn và hàng có hình dạng tự nhiên đó chính là quy cách. Thì để tiện được một hạt tròn, yêu cầu phôi của nó phải có quy cách và đủ diện tích để chúng ta có thể chia được tỷ lệ đường kính làm quy cách tiền hạt. Còn đối với những cái sợi trầm có hình dáng tự nhiên đấy thì chúng ta dựa vào hình dạng nguyên bản của chính phôi trầm đó, không cần yêu cầu về quy cách. Thì ở đây em sẽ ví dụ cho người thấy, đối với những sợi trầm mà có hình dáng tự nhiên như thế này là được gia công từ những hàng phôi có hình dáng tự nhiên như thế này. Và những cái phôi có hình dáng tự nhiên thế này thì sẽ không đủ diện tích để có thể làm quy cách tiện được những hạt tròn. Chính vậy để tiện được một hạt tròn, chúng ta yêu cầu phôi phải có đủ diện tích. Chúng ta yêu cầu phôi phải có đủ diện tích để chia được tỷ lệ đường kính làm quy cách tiền hạt. Đấy. Với những phôi này thì có thể tiện được. Còn những cái phôi không đủ diện tích như này thì chắc chắn sẽ không tiện được vì không đủ diện tích. Thì sau khi lựa được một cục phôi trầm có đủ diện tích để làm quy cách tiền hạt thì cái quan trọng thứ hai đó chính là cấu trúc của phôi trầm đó phải đậm đặc tinh dầu. Đấy, để sau khi thành phẩm thì cái sản phẩm hạt tròn của chúng ta vẫn giữ được cái tính chất chìm nước loại một của nó. Vì cấu trúc nguyên bản của một phôi trầm chìm thiên nhiên ấy, nó có thể sẽ bao gồm cả phần chìm và phần nổi bên trong. Có thể là khi chúng ta test thì tổng thể cục phôi nó sẽ chìm, nhưng khi chúng ta gia công thành phẩm thì cái sản phẩm hạt tròn chúng ta có được nó có thể sẽ bị nổi. Lý do là khi chúng ta gia công thì cái phần nó có cấu trúc chìm vô tình bị chúng ta tiện bỏ, và phần chúng ta lấy được chính là cái phần có cấu trúc bị nổi,
của phô trầm. Đây, những phần màu trắng này mọi người thấy chính là những cái phần cấu trúc tóc nằm bên trong của phô trầm. Đấy, những cái phần cấu trúc này, những cái phần cấu trúc này chính là phần chưa được tinh dầu trầm tích tụ nhiễm nhiều. Đấy. Còn những cái phần màu đen như mọi người thấy, nó chính là những cái phần đã được tinh dầu trầm tích tụ nhiễm nhiều. Thì tất nhiên phần nào dầu trầm nhiều thì nó sẽ chìm, còn phần nào dầu trầm ít thì nó sẽ bị nổi. Đấy. Thì hiện tại những cục phô này vẫn còn tính chất chìm nước vì tổng thể lượng dầu nằm bên trong vẫn còn đủ để cho nó chìm. Thì trong quá trình gia công tiền hạt tròn thì nếu vô tình những phần có lượng tinh dầu cao chìm nước bị chúng ta tiện bỏ, và phần chúng ta lấy được sau khi tiện là những phần có cấu trúc nổi, thì lúc này hàm lượng tinh dầu không còn đủ nên thành phẩm hạt tròn chúng ta có sẽ bị mất chìm. Vấn đề tiếp theo là vấn đề hao hụt và tốn kém nguyên liệu trong quá trình gia công tiện hạt tròn. Và đây cũng là một trong những yếu tố chính làm cho giá thành của một sợi tròn chìm có giá thành cao. Thì ở đây em sẽ chia làm hai vấn đề chính là nguyên nhân làm hao hụt trong quá trình gia công. Thì vấn đề thứ nhất đó chính là phôi bị ôm cơm hay bị bở xốp. Ok, thì ở đây em sẽ ví dụ cho người thấy. Đây chính là sau khi đã cắt ra từ phôi trầm, và những cái phần ôm cơm chính là những cái phần trắng đây. Đấy, mọi người có thể thấy là những thằng phần gỗ trắng. Đấy. Thì những cái phần này đấy nó rất là bở và xốp. Những cái phần này có thể chứa tinh dầu hoặc không chứa tinh dầu, nhưng quan trọng chất lượng của nó rất là bở và xốp, và chúng ta không thể nào có thể là sử dụng được. Đấy. Còn đây chính là những cái phần bị ôm cơm. Đấy. Những cái phần ôm cơm này nguyên bản của nó chính là những cái nơi bị thương của cây, và trong quá trình cây phát triển có thể nó sẽ bình thường, nhưng cũng có thể nó sẽ bị hoại tử, và khi nó bị hoại tử thì nó sẽ nằm im trong thân cây như thế này. Đấy, thì những cái phần này chúng ta không thể nào tận dụng được. Đấy, bị bở xốp thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể nào tận dụng được, và ôm cơm như thế này thì chúng ta cũng sẽ không thể nào tận dụng được. Đấy, nếu như cái phôi trầm chúng ta cắt ra đấy mà nó bị bở xốp ôm cơm như thế này thì chắc chắn rằng là cái phôi trầm đó sẽ bị hao hụt rất là nhiều vì không ứng dụng được trong công việc của chúng ta. Thì cái vấn đề bở xốp như thế này thì nó là vấn đề nằm ở bên trong, chúng ta không thể nào biết trước được, và đây cũng là một cái vấn đề hên xui. Đấy, nếu may mắn thì chúng ta có thể sẽ lấy được một những cái phần tốt như thế này không bị bở xốp. Thì cái vấn đề thứ hai đó chính là hao hụt trong quá trình tiện hạt. Tất nhiên để có được một hình dạng của một hạt tròn thì ai cũng biết là chúng ta phải tiện cục phôi đó, và phần hao hụt đó chính là cái phần chúng ta tiện bỏ. Tiếp theo cuối cùng đó là cái giá trị của phôi trầm chìm nước tiện được hạt tròn. Đấy. Thì trong video em có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về yêu cầu để tiện được một hạt tròn chìm nước thì bắt buộc phôi trầm nó phải có đủ diện tích để làm quy cách, và cái phôi trầm đó nó phải đủ độ đậm đặc của tinh dầu, thì sau khi hoàn thiện sản phẩm chúng ta có được vẫn còn giữ được tính chất chìm nước. Đấy, nhưng mọi người có thể hiểu rằng là để có được một cái phôi trầm như vậy là thật sự không hề đơn giản. Mỗi một diện tích gỗ của cây gió bầu được tinh dầu trầm ấy tích tụ và ăn lon đạt đến độ đậm đặc chìm được nước là cả một quá trình chuyển hóa rất là lâu năm, và điều kiện chuyển hóa đó nó phải rất là hoàn hảo thì nó mới có thể cho ra một cái phôi trầm đủ diện tích và đủ độ dầu để cho chúng ta tiện hạt. Thì một cái phôi trầm vừa to để làm quy cách, vừa không bị hư hại, vừa chìm được nước, thì cái phôi trầm đó nó rất là giá trị và quý hiếm, và giá thành để chúng ta mua được cái phôi trầm đó cũng không hề rẻ. Thì để tổng kết lại tại vì sao một cái sợi trầm hương tròn chìm nước lại mất tiền hơn so với một sợi trầm hương chìm nước có hình dáng tự nhiên, thì mọi người có thể hiểu là để tiện được một hạt tròn thì chúng ta cần phải có một cái phôi phải đủ diện tích làm quy cách, và cái phôi đó nó phải đủ độ đậm đặc của tinh dầu, thì sau khi chúng ta tiện thì cái phôi đó thì cái sản phẩm chúng ta có được nó vẫn còn giữ được cái tính chất chìm nước.
Và tiếp theo đó là cái nguy cơ mức độ hư hại và hao hụt trong quá trình chúng ta tuyển chọn phôi và quá trình chúng ta gia công tiền hạt. Mọi người có thể tưởng tượng được rằng để làm được một cái sợi dây như thế này, chúng ta yêu cầu với một lượng phôi nó đã lớn rồi, nhưng lỡ cái phôi đó nó bị hư hại thì chúng ta phải bỏ cái phôi đó. Đấy, tại vì những cái phôi càng còn to đấy thì là những cái phôi đó có nguy cơ hư hại rất là nhiều. Còn những cái phôi mà để làm những cái sợi trầm có hình dáng tự nhiên thì những cái phôi đó đấy chúng ta cứ dựa theo nguyên bản của chính cái phôi đó chúng ta làm, nên chúng ta cũng không lo sợ quá nhiều về cái vấn đề là phôi nó có bị hư hay là bị ôm cơm hay không. Và để có được một cái phôi để cho chúng ta tiện được như vậy đấy mà không gặp bất kỳ một cái yếu tố hay là một nguy cơ gì thì những cái phôi đó nó rất là quý hiếm và giá trị, và giá thành của nó cũng rất là cao. Đấy, ok dạ. Thì mọi người có thể hiểu được rằng một sợi trầm hương tròn chìm nước vì đâu nó lại mất tiền như vậy. Ok, thì ở đây em sẽ nhấn mạnh cho mọi người biết tại vì sao cái vấn đề mất tiền nó lại liên quan tới cái vấn đề hao hụt phôi và cái giá trị của phôi. Đấy, thì với một cái sợi trầm có hình dáng tự nhiên, giá thành phôi của nó là tầm, em ví dụ là 1,5 triệu một gam, thì khi chúng ta gia công thì tỷ lệ hao hụt phôi nó không mất đi bao nhiêu cả. Ví dụ như phôi 20 gam thì sau khi thành phẩm cái sợi trầm đó vẫn còn khoảng, nó chỉ hao hụt khoảng vài gam thôi, thì nó sẽ không đáng kể bao nhiêu. Thì đối với một cái sợi trầm hương tròn chìm đấy thì cái giá thành của cái phôi đạt được tiêu chuẩn để cho chúng ta làm đấy thì là nó phải mất tiền gấp đôi với cái giá nguyên liệu của phôi có hình dáng tự nhiên. Thì ở đây là em sẽ double lên, em sẽ nhân đôi lên là 3 triệu một gam của phôi có thể tiện được hạt tròn chìm nước. Thì mình có thể hiểu được rằng là sau khi thành phẩm 10 gam phôi nó hao hụt xuống còn 2 gam, nó mất đi tới 8 gam. Thì hao hụt ở đây thì như trong video em có nói là nó hao hụt ở những cái chỗ là khi chúng ta ra quy cách lựa những cái phần nào đậm đặc nhất để cho chúng ta làm, và trong cái quá trình chúng ta gia công tiện thì cái phần chúng ta tiện bỏ đi đó là cái phần bị hao hụt. Đấy, thì mình có thể hiểu tại vì sao một sợi trầm hương có hình dáng tự nhiên nó đã mất tiền rồi, nhưng mà một cái sợi trầm hương có hình dạng tròn chìm nước nó lại mất gấp 10 lần 20 lần như vậy. Đấy, ok ạ. Thì những cái thông tin em đưa ra trong video này thì đối với những người đấy chưa tìm hiểu kỹ về trầm hương hoặc là không có niềm đam mê đối với trầm hương thì một người sẽ không thể nào hình dung ra được cái mức độ tại vì sao một sợi trầm hương chìm tròn nó lại đắt tiền như vậy. Nhưng đối với những người nào đấy đam mê và có tìm hiểu chuyên sâu thì một người sẽ biết rằng một gam trầm thôi nó đã rất là mất tiền rồi, nhưng mà để làm ra được một cái sản phẩm trầm như thế này, để làm ra được một cái sản phẩm tròn chìm thì là nó hao hụt và nó rất là nhiều cái yếu tố dẫn đến cái giá thành của nó đưa lên rất là cao. Nhưng ok, thì ở đây thì em sẽ ví dụ cho những anh chị nào mà chưa có tìm hiểu kỹ về trầm hương thì để cho một người hình dung ra được. Đấy, nếu như là một người chơi gỗ thì đối với một cái pho tượng nó được làm từ gỗ hộp có nghĩa là cái gỗ nó có khối lượng vuông vức. Đấy, thì đó người ta gọi là gỗ hộp. Thì với những cái pho tượng mỹ nghệ được làm từ gỗ hộp đấy thì nó sẽ rất là đắt tiền so với những cái pho tượng mà nó có hình dáng tự nhiên ăn theo cái hình dáng của phôi gỗ người ta làm. Đấy, tại vì sao nó mất tiền? Thì mình có thể hiểu được rằng là cái pho gỗ hộp đấy nó sẽ được gỗ đậm đặc nè. Đấy, và người ta được cái pho tượng đó được tứ diện. Đấy, còn những cái pho tượng mà ăn theo hình dáng tự nhiên của phôi gỗ thì người có thể hiểu nó đôi khi chỉ có một diện hoặc quá lắm chỉ hai diện, còn một diện nó bị hư hại, nó bị mục này nọ thì cái diện đó là cái diện xấu. Ok dạ. Thì một cái pho tượng tứ diện với một cái pho tượng một diện hai diện thì tất nhiên cái pho tượng tứ diện nó phải mất tiền hơn và nó phải đẹp hơn, nó phải giá trị hơn một cái pho tượng chỉ có một diện hai diện. Đấy, thì ở đây trầm cũng vậy, những cái sợi trầm hương tròn như thế này để tiện được nó thì bắt buộc cái phôi nó phải to. Đấy, nhưng mà ở đây là đối với trầm hương thì mọi người có thể hiểu không ạ? Đấy, thì thông qua cái video này em mong tất cả mọi người có thể giải đáp được thắc mắc tại vì sao mọi người gặp ở trên thị trường những cái sợi trầm hương chìm thiên nhiên có hình dáng tự nhiên nó lại giá thành nó cũng đã tương đối là cao rồi. Ok dạ. Nhưng đối với những cái sợi trầm hương tròn
nó chìm được nước. Một người thích sử dụng những sợi trầm này vì cái lý do tính chất thẩm mỹ của nó, một người đeo vào tay nhìn nó thẩm mỹ. Nhưng khi một người chọn những cái sản phẩm trầm hương chìm tròn thì giá thành nó lại lên tới hàng trăm triệu. Lý do nó giống như trong video em đã giải thích cho mọi người. Thì một người lưu ý cho em thêm một vấn đề này nữa, thì là nếu một người gặp những cái sợi trầm hương chìm nước tròn chìm, nếu một người gặp những sợi trầm hương tròn chìm nước hay hoặc không cần chìm nước nhưng những sợi trầm hương tròn nhưng mà nó có hàm lượng tinh dầu cao đấy, thì mọi người phải hiểu được rằng là những cái sợi đó giá thành rất là cao, không thể nào rẻ được. Còn nếu nó rẻ thì đó là những cái sản phẩm công nghệ, những cái sản phẩm có yếu tố bất hợp lý. Thì em sẽ dành làm ở một video khác để cho mọi người hiểu những cái sản phẩm trầm hương công nghệ hay là những sản phẩm trầm hương một người nhìn nó đang nó đẹp, nó thơm, nó tròn nhưng mà giá thành nó chỉ có vài triệu, thì lý do tại sao em sẽ dành làm ở một video khác. Ok, giờ là 4 giờ sáng rồi. Làm xong video này cho mọi người là đúng 4 giờ sáng. Ok, giờ em đang có chuyến bay gấp ra Hà Nội đi. Ok, chào mọi người, hiện tại thì em đang có mặt ở Hà Nội đấy, để gặp gỡ một vị khách rất là đặc biệt. Thì vị khách này chính là chủ nhân của sản phẩm trầm hương chìm tròn mà trong video nói về trầm hương 7 em lấy sản phẩm đó để giới thiệu đến mọi người về giá trị của trầm hương chìm tròn. Thì sẵn tiện em cũng sẽ làm một cái clip gặp gỡ cái vị khách đó, coi như là một chút kỷ niệm đối với vị khách đó với cái sản phẩm mà thằng em làm ra. Ok dạ, rồi hẹn mọi người ngày mai ở Nam Định nha. Chị lưu ý là tắm nước của mình nha, tắm nước nước hoa, nước hoa đấy. Dạ, chị có sẵn cho em. Chị cứ xem thử đi. Trời ơi, chị mua hàng cả trăm triệu mà chị làm như mấy chục ngàn ấy. Chị không biết xem luôn. Thì chị xem thử thích không, hạt nó có như thế nào đó. Thơm. Thơm không? Đẹp không? Rồi, chị cười cái chụp hình đẹp cái coi. Chị muốn gì không? Nửa đi. Bán hàng lấy tiền người ta, bắt người ta làm đủ chuyện hết. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi có dịp em ra Linh mình.